Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 12 mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện. Căn cứ theo quy định pháp luật Việt Nam, quyết liệt trong xử lý nhóm người nước ngoài thuê trẻ em vị thành niên đóng phim đổi trụy. Đà Nẵng, người phụ nữ vay hơn 150 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết 2 tháng thực hiện đề án 224 của Ủy ban Nhân dân thành phố về điều động bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thuộc huyện Hòa Vang. Theo báo cáo, kết quả sau 2 tháng thực hiện đề án, lực lượng công an chính quy về đảm nhận các chức danh ở 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, nổi bật công tác nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự ma túy, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng công an 11 xã trên địa bàn huyện. Giám đốc Công an thành phố yêu cầu trong thời gian đến cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chú trọng công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xử lý tốt công việc trong tình hình mới. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch, người nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam, ngày 13 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Tổng cục Du lịch và Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam. Hội nghị đã đề cập các nội dung liên quan đến luật giao thông đường bộ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các công ước quốc tế có liên quan, biện pháp tăng cường giáo dục, cưỡng chế, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Công an thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố đã tổ chức họp đánh giá công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự giữa hai đơn vị để hạn chế đến mức tối đa những vi phạm, thiệt hại trong hoạt động vận chuyển rác của xe môi trường. Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là các hành vi vi phạm an toàn giao thông thường thấy đối với các phương tiện vận chuyển rác của công ty, từ đó nhắc nhở, yêu cầu tài xế chấp hành nghiêm. Trong khi đó, Công ty Môi trường Đô thị cho biết đã gắn định vị giám sát tốc độ trên xe, đồng thời quán triệt cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ. Thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ nhân viên người lao động, đồng thời siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các đồng chí, trải qua 12 lần tổ chức, mỗi mùa liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng các thí sinh, các đơn vị tham gia dự thi. Mỗi tác phẩm hay, xuất sắc càng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, tính chiến đấu của đội ngũ người làm báo trong lực lượng Công an Nhân dân. Không chỉ chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện trong công tác tổ chức, các tác phẩm dự thi của các đơn vị đã có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức, mang lại hiệu ứng xã hội cao. Trong số hơn 500 tác phẩm dự thi, có đến 162 tác phẩm xuất sắc đạt huy chương vàng, huy chương bạc trong mùa liên hoan năm nay. Trong đó, tác phẩm Khủng hoảng rác và Ngọn nguồn cơn khát của Công an thành phố Đà Nẵng đã lần lượt đoạt được giải vàng và bạc trong hạng mục tác phẩm truyền hình. Quan trọng nhất là mỗi cái cuộc liên hoan thì mỗi phóng viên, mỗi người biên tập viên của các đơn vị tỉnh thành đều thấy trưởng thành hơn qua những cái gì đồng nghiệp chúng ta đã thực hiện. Thì chúng ta phải biết là cái ưu cái nhược điểm của bản thân mình thì năng lực tay nghề nó mới lên được. Và đó là cái điều mà mong muốn lớn nhất. Là một trong những chương trình an ninh trật tự đoạt giải vàng trong liên hoan năm nay, truyền hình An ninh Đà Nẵng đã phản ánh sinh động các chiến công của Công an thành phố, lồng ghép vào đó là những điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hay những phân tích đánh giá về những sự kiện nóng dưới cái nhìn của những người phóng viên Công an Nhân dân. Thành công của các tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự đầu tư về nội dung, cách thể hiện về mọi mặt hình ảnh, kỹ thuật trong quá trình hậu kỳ, mà đó còn là sự dấn thân, lòng nhiệt huyết của đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ và rút kinh nghiệm những cái lần liên hoan lần trước. Thì lần này chúng tôi có sự đầu tư rất là
công phu, và đây cũng là phản ánh cái thực tế công việc làm mà chúng tôi cũng đã làm trong thời gian vừa qua. Và những cái tác phẩm mà nó đặt giải lần này thì cũng thể hiện được cái trình độ, cái năng lực của anh em truyền hình An ninh Đà Nẵng. Các bạn ấy đã khá linh hoạt trong việc chọn đề tài, và nó rất gần gũi, rất gắn liền với công việc mà các bạn ấy đang hàng ngày tiếp xúc. Đó là những cái vấn đề về an ninh trật tự, về an toàn giao thông, về những cái cảnh báo giúp cho người dân có một cái cuộc sống an toàn, hạnh phúc hơn. Với 55 huy chương vàng, 107 huy chương bạc được trao, không chỉ khẳng định khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị địa phương, mà còn tiếp thêm ngọn lửa, tinh thần thép cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân và mở ra nhiều kỳ vọng trong mùa liên hoan tiếp theo. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã niêm phong toàn bộ số thuốc tân dược cũng như nhiều dược liệu khô không rõ nguồn gốc xuất xứ sau khi kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền trên đường Hùng Vương do bà Trần Mỹ Phấn làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao chứa các dược liệu khô, các thùng chứa thực phẩm chức năng cùng nhiều loại thuốc tân dược nhưng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nhiều sản phẩm thuốc đã quá hạn sử dụng, cũng như không rõ nội dung in trên nhãn là tiếng Việt, mà thành phần đều in bằng tiếng nước ngoài. Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã phát hiện 34 người Trung Quốc tại một khách sạn trên địa bàn đã mượn danh visa du lịch để hoạt động phi pháp tại Việt Nam. Tại hiện trường, có nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động kết nối mạng để truy cập vào các trang web ở Trung Quốc để thực hiện đầu tư phi pháp, thao túng chứng khoán. Các đối tượng khai nhận hành vi này bị cấm ở Trung Quốc nên cả nhóm phải sang Việt Nam để hoạt động. Ngày 17 tháng 9, Công an quận Hải Châu phát hiện bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn, 22 tuổi và Nguyễn Trần Nhật Lân, 25 tuổi, đang tàng trữ trong người 5 viên thuốc lắc. Cả hai khai nhận đang trên đường đi giao ma túy cho con nghiện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của cả hai, Công an quận Hải Châu phát hiện thêm 30 viên thuốc lắc, 17 gói ma túy tổng hợp dạng ketamin và 8 gói ma túy dạng đá trong phòng ngủ của đối tượng Lân được cất giấu trên trần nhà. Với thành tích xuất sắc này, đội cảnh sát ma túy Công an quận đã được Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thưởng nóng 11 triệu đồng. Công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Đình Minh Thoại 15 tuổi, Nguyễn Quang Vinh và Hà Trung Nhân cùng 16 tuổi, trú quận Thanh Khê về hành vi cướp tài sản. Thủ đoạn của ba thanh niên là rảo quanh các tuyến phố vắng người qua lại và là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, đặc biệt là các cặp đôi đồng tính, để chặn xe, dùng dao uy hiếp rồi cướp. Tối ngày 12 tháng 9, tiếp tục gây án trên đường Nguyễn Xí, nhóm này đã bị phát hiện và bắt giữ. Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu vừa phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Văn Mừng, 41 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của Mừng là lợi dụng lúc người nhà và bệnh nhân ngủ say rồi đột nhập vào phòng lấy cắp điện thoại. Khám xét trong cốp xe của Mừng, công an phát hiện 4 điện thoại di động là tang vật trộm cắp. Được biết, Mừng từng có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 16 tháng 9, công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Đông Xuân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc điện thoại và đôi bông tai bằng vàng với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng. Sau hơn 2 giờ truy xét, Công an xã Hòa Tiến đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ việc trên là Nguyễn Khắc Quang, 45 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận không có nghề nghiệp ổn định nên bắt xe buýt từ chợ Cồn đến xã Hòa Tiến xem nơi nào sơ hở thì thực hiện hành vi phạm tội. Được biết đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lúc 11 giờ ngày 17 tháng 9, người dân phát hiện ngôi nhà của ông Thái Quang Tuấn, 30 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà bốc cháy, nên đã điện cho lực lượng công an phường và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Do ngôi nhà nằm trong kiệt hẻm nhỏ nên công tác triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã sử dụng quạt hút khói ra ngoài và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 30 phút. Cùng thời gian này, tại kho gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành, đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu đã xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy do chập điện. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc thuê phụ nữ và trẻ em vị thành niên đóng phim đổi trụy để đưa lên các trang mạng kiếm tiền vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện triệt xóa. Có 5 người Trung Quốc và một phụ nữ người Việt Nam đã bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tối ngày 13 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà bất ngờ tiến hành kiểm tra tại một căn nhà ở quận Sơn Trà, phát hiện 5 người Trung Quốc
có tàng trữ nhiều hình ảnh đồi trụy cùng nhiều máy ghi hình, máy tính xách tay phục vụ cho việc phát tán lên mạng các hình ảnh trên. Những người này gồm Trương Huệ Mẫn, Tưởng Đăng Quân, Phương Tuấn Kiệt, Đới Hồng Hy, Lưu Tiểu Di và một đối tượng người Việt Nam là Sâm Thị Sang. Từ tháng 2 năm 2019, Sâm Thị Sang thuê căn nhà này ở cùng với bạn trai tên là Trương Huệ Mẫn. Tại đây, Sang cùng với nhóm đối tượng người Trung Quốc này tổ chức quay trực tiếp các video, clip đồi trụy, kích dục, quan hệ tình dục để tung lên mạng Internet. Bên cạnh đó, Sang đăng thông tin tuyển người làm việc lên các nhóm mạng xã hội trên Facebook để tìm kiếm những người phụ nữ tham gia. Mỗi người được trả từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng cho một lần tham gia. Anh nói là sẽ làm là vì là quay cái video mà gọi là như là Bingo Việt Nam, là chỉ cần là nói chuyện hát hay dễ thương, biết cách nói chuyện để tặng quà. Sau khi và là tôi đã tìm người cho ảnh thì chỉ là công việc đàng hoàng như vậy nên tôi mới đồng ý. Sau khi đó thì bắt đầu là bên này cho like là gọi là không mặc quần áo. Tôi rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Sau này nếu có cơ hội trở lại Đà Nẵng, tôi sẽ là một người khách du lịch hợp pháp. Việc nhóm các đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại Đà Nẵng tổ chức quay các video clip sex phát tán trên mạng Internet để thu lợi bất chính từ người xem, trong đó có hành vi giao cấu với trẻ em là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Hoạt động này có tính quy mô, tổ chức chặt chẽ, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, dụ dỗ lôi kéo những phụ nữ trẻ em nhẹ dạ cả tin vào con đường vi phạm, cần phải xử lý nghiêm để làm gương cho các kẻ khác. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Phạm Thị Tuyết Hằng, 32 tuổi, trú phường Hòa Xuân, là người đã huy động tiền của các cá nhân trên địa bàn, nay đã không còn khả năng chi trả. Sau khi sự việc vỡ lở vào ngày 4 tháng 9, khi Hằng nhắn tin báo đến những người đưa tiền cho Hằng mượn là không còn khả năng chi trả. Sau đó Hằng lẩn tránh không có mặt tại nhà. Cho đến ngày 11 tháng 9, khi biết Hằng xuất hiện tại nhà, thì hàng chục người đã kéo đến để đòi nợ, buộc Hằng viết giấy nhận đã vay nợ. Trước sự việc trên, công an phường Hòa Xuân đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời mời các bên liên quan về cơ quan công an để xử lý. Em làm việc với nhau là toàn là miệng với nhau thôi. Rồi khi là xảy ra sự cố thì lúc đó em mới nói mọi người đem giấy tới em ký nhận nợ, chứ còn em không có, lúc đầu đâu có ai nói em ký giấy tờ gì đâu. Trước diễn biến phức tạp của sự việc, ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã tiếp nhận hồ sơ sự việc và mời Phạm Thị Tuyết Hằng lên cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận từ năm 2014 đến nay đã huy động vốn của nhiều người để cho người khác vay với mục đích hưởng tiền chênh lệch. Bước đầu Hằng chỉ nhớ đã vay của hơn 10 người với số tiền lên đến hơn 150 tỷ đồng và không có khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi. Hằng từng là nhân viên kế toán. Trước đó vào năm 2017, Hằng đã bị truy tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà thông báo áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi trên. Thì đến nay, Hằng lại gây ra một vụ vỡ nợ gây rúng động trong dư luận thành phố. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.